Có một số người bạn ở một bạn sinh viên ở đang du học ở Singapore, và một số bạn thì đã lập gia đình ở đấy rồi. Nhưng mà khi nói chuyện với các bạn ý thì các bạn ấy thường bảo là đất nước Singapore là như này, đất nước Singapore là như thế kia, đất nước Singapore không bao giờ có chuyện này, đất nước Singapore không bao giờ có chuyện kia, đất nước Singapore là phải như thế này, phải như thế kia, và họ rất kỵ cái này, rất kỵ cái kia. Đấy, cái mấy đứa mà đi du học sinh Singapore chưa gì đã khen, và đã thậm chí là những cái đứa mà nó lấy chồng ở bên đấy, lấy vợ ở bên đấy rồi cũng là rất là tự hào về đất nước Singapore. Đấy, xong rồi có một số bạn du học sinh ở các nước Nhật rồi Hàn Quốc thì các bạn cũng bảo là người Nhật không bao giờ như thế, người Nhật rất ghét nói dối, người Nhật rất ghét là mất chữ tín, người Nhật cực kỳ là thành thật, cực kỳ là an toàn, cực kỳ là thế này thế kia. Rồi, có một số lại người Mỹ thì lại bảo là người Mỹ là phải cái gì cũng phải có bằng chứng, cái gì cũng phải là thật, cái gì cũng không bao giờ nói mồm, cái gì cũng phải là thiết thực, cái gì cũng phải là việc có sự thật. Người Mỹ ưu tiên sự thật. Đấy. Những cái họ là những cái người mà đang sinh sống ở những cái đất nước khác, đất nước văn minh, và họ luôn nói là đất nước của chúng tôi là thế này, đất nước của chúng tôi là thế kia. Và khi nói chuyện với mình ấy thì mình cũng chỉ im lặng và cũng bảo là ừ thì tôi cũng hy vọng là một lúc nào đó thì đất nước của tôi cũng sẽ như và sẽ hơn các bạn nữa, sẽ hơn đất nước của các bạn nữa. Đấy, tôi cũng phải nói như thế. Tôi một ngày nào đó sẽ không xa đâu, đất nước của tôi, đất nước Việt Nam của tôi cũng sẽ như các bạn, hơn các bạn nữa. Và lúc đấy thì đừng có chê cười đất nước của chúng tôi nữa nhá. Đấy. Và lần vừa rồi các vị có nhớ là cái ngày hội nghị OPEC ở Đà Nẵng không? OPEC ở Đà Nẵng ấy thì ông Trung ông mới phát biểu là không nơi nào bằng nhà, thế giới rất rộng mở, rất nhiều ước mơ, nhưng mà không nơi nào bằng nhà, không bao nơi nào bằng nhà của các bạn. Ông ấy nói hơi nhiều, mình sẽ đọc lại. Mình sẽ bình luận việc việc này. Đấy, mình sẽ đọc cho. Thế giới rất rộng mở, nhiều ước mơ, nhiều con đường, nhưng không nơi đâu bằng nhà. Hãy bảo vệ và yêu thương tổ quốc của mình, vì mỗi gia đình, vì chủ quyền của mỗi quốc gia, vì nền độc lập, vì lịch sử hào hùng ngay cả hôm nay ngày và mãi về sau này. Đấy, ông Trump ông đã phát biểu ở cái hội nghị OPEC. Không biết là hôm đấy có rất là đông đảo quý vị cấp cao ở đó thì các vị nghĩ như nào, nhưng mà riêng mình là một công dân thì mình cảm thấy là hơi chạnh lòng vì câu nói của ông Trump như thế. Không biết là mọi người nghĩ như nào, không biết là những vị lãnh đạo nghĩ như nào, nhưng mà riêng bản thân Cát Linh là cảm thấy chạnh lòng. Vì sao? Vì là tại sao ông lại nhắc nhở chúng tôi là chúng tôi phải yêu đất nước của chúng tôi, tại sao phải nhắc nhở chúng tôi là phải trân quý đất nước của chúng tôi, vì đây là đất nước của chúng tôi và đó là quyền của chúng tôi và đó là trách nhiệm của chúng tôi, ông không cần nhắc nhở. Mình hơi chạnh lòng vì việc đó. Mình rất là phục ông Trung Trung nhưng mà mình hơi chạnh lòng vì câu nói đó thực sự đấy. Với tư cách là một công dân của một đất nước thì mình chạnh lòng vì điều đó. Mặc dù giống như ông ta đã từng viết những cái quyển sách và có những phát biểu nước Mỹ trên hết, nước Mỹ phải giàu mạnh, nước Mỹ phải là nhất, thì chúng ta là những công dân và chúng ta cũng là Việt Nam phải trên hết, và Việt Nam phải giàu mạnh và Việt Nam phải hơn Mỹ. Đấy, chúng ta là công dân và chúng ta có quyền như thế, chúng ta có quyền tự hào về đất nước của chúng ta và chúng ta có quyền xây dựng, góp phần xây dựng để làm cho đất nước của chúng ta không được một bất kỳ một cá nhân hay một nhóm nào phải khinh thường, chúng ta không không cho phép họ làm điều đó, bởi vì đây là đất nước của chúng ta. Đúng không ạ? Đã là đất nước của chúng ta thì tại sao ông lại đi nhắc nhở là chúng ta phải yêu yêu quê hương, yêu đất nước và yêu lịch sử hào hùng của chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta mà. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì thực ra chúng ta có một số điều mà làm cho người ta phải
nghĩ không hay về đất nước của chúng ta. Cái lần mà mình nhập cảnh vô Singapore ấy, ở ngay cái hải quan ấy, thì có một cô gái tóc vàng đi trước mình. Và cái cô cảnh sát hải quan đấy đã phải giữ cô ta lại và hỏi rất là lâu, tra hỏi rất là lâu, và sau đó nó phải dẫn đã dẫn cô ta vào phòng chờ để làm gì ạ? Bởi vì họ nghi ngờ. Như tất cả chúng ta quý vị đây đã từng nghe nói đúng không ạ? Những cô gái ở Việt Nam sang các nước khác đã làm nhiều việc nó không hay ho cho đất nước của họ. Đã làm những cái điều không hay ho cho đất nước của họ, cho nên là họ rất là thận trọng khi mà người Việt Nam, đặc biệt là con gái nhập cảnh vào đất nước của họ. Đặc biệt đấy là Singapore, vì đó là những cái đất nước mà không cần phải xin visa và nhập cảnh thẳng vô luôn, thì họ rất là cẩn thận. Vì thế là cái người mà đi trước mình ấy, cô gái đấy đã bị giữ lại và tra hỏi các kiểu thì không biết, nhưng mà thậm chí rất là mất thời gian lâu. Thì tại sao? Vì là chúng ta rất là nhiều cô gái vì cái gì đó, vì miếng cơm, vì manh áo, hoặc là vì một điều kiện, vì một lý do nguyên nhân, họ đã phải đi những nước khác và họ làm những cái công việc mà không hay. Vì thế cho nên là đã để lại những cái ấn tượng nó không hay về đất nước của chúng ta trong lòng đất nước, những cái người đất nước bạn. Và nhiều nữa, ví dụ như là cái chuyện mà ông đạo diễn của phim King Kong đúng không ạ? Ông người Mỹ đấy, ông đã lúc đến Việt Nam ông ta bảo rằng: "Ôi, đây là một đất nước mà tôi rất là yêu và tôi rất là thương. Tôi cảm thấy là tôi giống như được là tiếp thêm được sức mạnh rồi. Đây là một đất nước thật sự là rất là xinh đẹp và tôi sẽ mang sinh sự sự đẹp đẽ của Việt Nam để cho thế giới được nhìn ngắm." Ông đạo diễn King Kong ông đã bảo như thế, có lẽ là quý khán giả cũng đã biết rồi. Nhưng mà sau một thời gian thì sao ạ? Sau một thời gian ông ta đã phải dính nhiều scandal bởi vì là các cô gái lợi dụng ông ta làm để PR cho mình, làm nổi tiếng. Rồi có một số người và trong một lúc lần đi bar ấy thì ông ta đã bị đánh. Cho nên là ông ta đã phát ngôn luôn rằng: "Ôi, đây là một đất nước thật man rợ." Và ông ta sau 10 ngày chữa trị, ông ta bị đánh vỡ nứt 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 sọ, thì ông ta đã phải 10 ngày ở Việt Nam, và sau 10 ngày đấy ông ta lập tức bay về Mỹ để chữa trị và ở đấy. Trước đấy là ông ta đã từng tuyên bố là đã rao bán nhà ở Mỹ và sẽ chuyển hẳn đến ở Sài Gòn. Thế nhưng mà sao ông ta đã phải thốt lên đây là một đất nước man rợ? Mình với tư cách là một công dân, mình thực sự cảm thấy buồn, cảm thấy đau vì điều đó. Tại sao ông ta lại nói là đất nước của chúng ta là đất nước man rợ? Tại sao chúng ta lại để những cái điều đó xảy ra? Tại sao lại để những cái ấn tượng không hay vào cái lòng của du khách như thế? Có những sự việc, ví dụ như là có cô gái hình như năm ngoái cô đã đạp xe xuyên Việt đúng không ạ? Và sau đó cô ta đã bị mất đi xe đạp, mất cái xe đạp mà cô ta rất là yêu thích. Và cô ta đã phải nhờ đến cộng đồng mạng để tìm ra cho cô cái xe đạp. Đấy, họ đến và họ bị mất đồ, và đó cũng là một cái lúc mà lần mà để ấn tượng không hay về người Việt Nam, về cái xã hội của người Việt Nam, cho nên là ấn tượng không hay. Ấn tượng không hay thì họ sẽ đi rỉ nói với người khác đất nước của đất nước Việt Nam là như này như kia, không không hay đâu đấy. Tại sao chúng ta lại để những cái điều đấy xảy ra? Có một lần mình đi ở Hồ Hoàn Kiếm, mình đi chơi ở Hoàn Kiếm và mình tình cờ quen một cái cô bạn người Mỹ gốc Việt, Việt Kiều đấy. Thì lúc mà bạn ấy ra về ấy, bọn mình ra về thì bạn ấy nhờ mình đặt cho cái xe xe ôm, xe taxi. Thì bình thường mình thường đặt Grab. Mình thường đặt Grab, nhưng mà hôm đấy là vì trong Hồ Hoàn Kiếm nên là xe Grab vô là rất là mất thời gian và rất là lâu. Cho nên là mình tiện đường mình nhìn thấy một cái taxi đấy, mình gọi luôn cái taxi đấy lại. Và mình check ở trên Grab thì từ đấy về nhà thờ Thái Hà chỉ có 50 mấy nghìn thôi. Nhưng mà bạn ấy đi cái xe taxi đấy là một cô gái chở, và mình cũng chủ quan nên mình không không nói trước. Mình không mặc cả trước.
Thế là lúc mà cô trở về chẳng biết là trở vòng trở vèo kiểu gì mà đến lúc là hơn 200.000, hơn 200.000 tiền tiền taxi. Đấy cũng là một cái lần mà để lại ấn tượng không hay trong lòng du khách. Họ sẽ nghĩ về đất nước của chúng ta như thế nào ạ? Họ sẽ nghĩ về đất nước của chúng ta như thế nào, một đất nước vị kỷ, vị lợi, một đất nước cơ hội kiếm tiền. Họ giống như những cái người đó, những cái người buôn bán dịch vụ đấy, họ giống như là kiếm được du khách ấy, là giống như là kiếm được cơ hội để kiếm tiền hay sao ấy, họ lợi dụng cái cơ hội đó và họ kiếm tiền, họ chặt chém đủ thứ để lấy tiền, kiếm tiền. Vì sao? Vì miếng cơm manh áo, vì tiền bạc. Có lẽ là phải dùng một từ nữa là có lẽ là vì tham lam nữa. Cho nên là họ đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước chúng ta trong lòng du khách. Và cho nên là khi chúng ta đi ra nước ngoài, người ta cũng nhìn vào người Việt Nam một cái ánh mắt khác. Điều đó thực sự là đáng buồn, thưa quý vị và mọi người ạ. Bởi vì sao? Đây là đất nước của chúng ta. Chúng ta là một đất nước có lịch sử lâu đời, có một lịch sử hào hùng. Chúng ta có tất cả mọi thứ, chúng ta rất giàu có, chúng ta có mọi thứ, chúng ta có thiên thời địa lợi, nhân thì chưa hòa, nhân thì đã từng, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là chưa hòa. Nhưng mà thiên thời địa lợi, vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, tất cả mọi thứ, đất nước Việt Nam chúng ta rất là giàu, mà rất là hiếm đất nước mong muốn mà không được, muốn có nhưng không được như Việt Nam. Đấy. Chúng ta có con người, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có tất cả mọi thứ. Những người ở Việt Nam đã đi làm kinh tế cho nước Mỹ rất nhiều. Những người Việt Nam đã góp trí tuệ cho Singapore rất nhiều. Để sao? Để cho nền kinh tế của họ phát triển. Bởi vì đó là cái nơi mà trân trọng cái chất xám của họ, trân trọng cái trí tuệ của họ, tài năng của họ. Cho nên họ đã được khai thác hết tất cả những thứ họ có, và họ đã làm giàu cho nước bạn. Đấy, đó là tại sao, bởi vì đó là mình muốn nói cái gì, mình muốn nói ở đây đó là chúng ta có con người và chúng ta có trí tuệ. Đấy, chúng ta có rất là nhiều thứ, nhưng mà tại sao người ta lại dám khinh thường chúng ta, người ta lại dám nhìn chúng ta với một ánh mắt khác? Lẽ ra chúng ta phải để cho người ta phải nể chúng ta, phải nhìn chúng ta với một ánh mắt trân trọng chứ, tại sao chúng ta lại để những cái tình trạng như thế xảy ra, đúng không ạ? Và như vừa rồi ở cái Nha Trang, ở Cam Ranh, sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa, vào ngày 13 tháng 5 vừa rồi ấy, thì có một rất đông du khách Trung Quốc, 10, à, không phải 10 mà là một tốp khoảng 40 người Trung Quốc đã mặc áo có đường lưỡi bò vào sân bay, nhập cảnh sân bay Cam Ranh, vào đất nước của chúng ta, và mang áo có đường lưỡi bò. Đấy thì có lẽ là mọi người đã biết rồi, đó là chủ quyền biển đảo của chúng ta, nhưng mà Trung Quốc luôn luôn là hoạnh hoẹ, luôn luôn là làm cho cái Biển Đông nó rùm beng cả lên. Đấy thì họ làm một đất, họ đã vi phạm đến chủ quyền của chúng ta, họ vi phạm đến luật quốc tế. Và họ ngang nhiên mặc áo đường lưỡi bò vào sân bay của chúng ta, vào lãnh địa của chúng ta. Nhưng mà ông tổng cục trưởng cục du lịch cái gì đấy, ông ta phát ngôn là đây đừng có để những cái sự cố nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục. Thì mình rất là vui vì đông đảo bà con phản đối việc đó, nhưng mà con số đó cũng chưa đủ lớn để nói lên tinh thần dân tộc của chúng ta, tinh thần tự tôn của chúng ta, tự tôn dân tộc của chúng ta. Số lượng đó cũng chưa đủ để nói lên được rằng đó, nói lên được tinh thần của 94 triệu dân của chúng ta. Số lượng đấy thì mới rất ít, tính số nghìn thôi. Đấy. Thì người ta, một đất nước lăm le xâm chiếm bờ cõi, một đất nước chúng ta bảo rằng chúng ta có hòa bình, nhưng thực sự mình thấy rằng chúng ta chưa có hòa bình. Vì sao? Vì chủ quyền biển đảo của chúng ta luôn luôn bị đe dọa và luôn luôn bị xâm chiếm, luôn luôn bị đánh phá. Vậy thì hòa bình ở đâu?
hòa bình mà chủ quyền bị xâm chiếm, chủ quyền bị người ta đe dọa như thế thì là đó có phải là chủ quyền không, đó có phải là hòa bình không? Một đất nước mà bờ cõi chưa được yên bình, chưa được yên ổn, một đất nước mà bờ cõi luôn bị đe dọa thì mình nghĩ là chúng ta chưa có sự hòa bình. Trong cái lúc mà chúng ta làm sao, chúng ta cũng là một đất nước, chúng ta là một đất nước đã được công nhận có tất cả mọi thứ, vậy tại sao chúng ta lại để cho những cái con người, những cái người mà ở Trung Quốc tàu cộng đấy ngang nhiên mặc áo của đường lưỡi bò vào Việt Nam mà lại nói rằng đó là sự cố nhỏ? Vậy thì tinh thần tự tôn của ông ta đâu? Chưa nói đến trách nhiệm mà tinh thần tự tôn dân tộc của ông ta đâu? Ông tộc cùng cục trưởng tổng cục du lịch đấy, tinh thần tự tôn dân tộc của ông ở đâu? Tại sao ông lại phát ngôn như thế? Nếu ông không cảm thấy đất nước này là của ông cũng không cảm thấy yêu đất nước của ông thì ông đừng có làm việc nữa. Ông có thể đi một đất nước nào đó, vì ông không xem đất nước Việt Nam là đất nước của ông thì ông có thể đi một đất nước nào đó mà ông muốn, đúng không? Ông có đủ tiền để đi mà, đúng không? Chính ông là người mà có trách nhiệm trong cái việc mà quản lý những cái người du khách đến Việt Nam mà ông lại phát ngôn kiểu đó, thì thử hỏi làm sao mà người dân chấp nhận được. Một cái sự việc rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn đến người dân, ảnh hưởng rất là lớn đến chủ quyền đất nước của chúng ta, mà chúng ta lại xem đó là, mà lại gọi là đó là sự cố nhỏ, thì thực sự là không biết nói cái gì hơn nữa. Tại sao chúng ta có rất là đông triệu dân mà chúng ta lại để những cái chuyện đó xảy ra? Không biết hình như mạng bị kém hay sao á. Người ta ngang nhiên mang áo đường lưỡi bò vào, người ta ngang nhiên khẳng định cái chủ quyền của họ trên chính đất nước của chúng ta mà gọi là sự cố nhỏ. Vậy thì các ông tại sao lại kêu gọi người dân hãy là yêu đất nước, hãy là bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền mà trong lúc các ông lại làm như thế? Thì người dân biết là có lẽ là chúng ta phải sa thải đi. Hãy tất cả bà con, tất cả các anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ đang xem chương trình, chúng ta là con của nước Việt, con dân của nước Việt, và chúng ta có đất nước, chúng ta có chủ quyền. Chúng ta không có lý do gì phải là chúng ta không có lý do gì phải cảm thấy xấu hổ vì đất nước của chúng ta cả. Chúng ta không có lý do gì để chúng ta cảm thấy xấu hổ hoặc là cảm thấy tự ti cả. Vì sao? Vì chúng ta có quyền mà, chúng ta có số đông và chúng ta có quyền yêu cầu con người làm sai, yêu đấy phải làm thật đúng, phải làm thật chuẩn. Rất là đông đảo bà con luôn nghĩ rằng chúng ta là những con người bé nhỏ và không làm được cái gì. Lúc mình đi học thì cô giáo thường dạy là vẫn có dạy là yêu đất nước, phải yêu đất nước bằng cái cách là đang lúc ngồi trên ghế nhà trường thì phải chăm học, nghe lời thầy cô, rồi chăm chỉ học hành để sau này xây dựng tương lai đất nước. Thế thì mình lại nghĩ trong đầu là tại vâng lời thầy cô là vâng lời cái gì? Thầy cô có phải lúc nào cũng nói đúng đâu, phải dạy là phải biết phản biện lúc mà thầy cô nói sai, đúng không? Phải biết phản biện lúc mà thấy ai đó nói sai, thấy ai đó làm không đúng. Thầy cô cũng có lúc nói không đúng, như những cái vừa rồi chúng ta xem trên mạng rất là nhiều. Thầy cô cũng có lúc không chuẩn mực, thầy cô cũng có lúc không đúng. Vậy thì phải dạy cho học sinh cái cách là phản biện, cái cách mà lên tiếng lúc mà người lớn nói không đúng, người lớn làm không chuẩn, thì phải dạy cho học sinh cái cách là phản biện hay hơn. Đó là hay hơn cái cách mà dạy cho học sinh phải biết nghe lời đấy. Nghe lời tức là nghe răm rắp. Nhưng mà nhỡ may các vị nói sai thì cũng bắt nghe răm rắp à? Điều đó đâu có được, đúng không? Đó là thiếu công bằng. Rồi bảo là ngồi phải học hành chăm chỉ để xây dựng đất nước, thì bây giờ đấy, nạn chảy máu chất xám, số lượng mà sinh viên ra trường phải đi xuất khẩu lao động, rồi đi du học, vừa học vừa làm rất là nhiều.
Và có những cái vùng mà không còn người trẻ nữa, không còn bạn trẻ nữa, vì là đi hết rồi, đi khắp nơi các nước hết rồi. Thì học để làm gì? Mà con số mà những cái bạn theo học đại học ấy ra trường làm trái nghề, hầu như là làm trái nghề rất ít các bạn mà làm đúng theo chuyên ngành mình đã từng học. Vậy thì đó có phải là học để xây dựng đất nước không? Mà trong cái lúc mà những cái điều cơ bản chưa được học, những cái điều căn bản nhất chúng ta không được học, những cái điều luật căn bản không được học, những cái kỹ năng căn bản không được học, không được dạy về cái lòng tự hào tự tôn dân tộc, không được dạy về hiến pháp, không được dạy về pháp luật, mọi thứ chúng ta đều thiếu, mọi thứ chúng ta đều thiếu. Thì làm sao những cái điều cơ bản nhất mà không được học mà bây giờ bắt học những cái cao siêu, những con số con chữ cao siêu thế thì học để làm gì? Học xong để ra lái Grab thì học để làm cái gì? Mà luôn luôn bảo là học để xây dựng đất nước, học cái điều cơ bản nhất thì không được học, học lung ta linh tinh, để bắt học rồi bắt chạy. Hôm nay mình rất là buồn, một buồn và vui, nửa vui nửa buồn. Vui, nói vui trước, vui vì có một số bạn trẻ, có một số bạn còn đi học cấp 3, cấp 2 ấy, thì có nhắn tin với mình rằng em thấy có một số điều không đúng và em đã chia sẻ về trang cá nhân của em dùng Facebook và em chia sẻ về trang cá nhân của em. Em thấy những cái gì không đúng thì em chia sẻ về thôi, bởi vì em cũng rất là bất mãn vì có những cái sự sai trái. Thế là các cô thầy trong trường mới bắt đầu bảo em là phản động, rồi bảo em là theo ba que bốn que, rồi theo cái này cái kia, rồi bảo là em là đi lệch đường lối này kia. Đấy, các bạn ý là những cái bạn đang đi học cấp 2, cấp 3 và nhắn tin bảo mình như thế. Và thầy cô giáo thì tìm cớ để đuổi học em, rồi lại lúc mà kêu em lên bảng thì lúc nào cũng mời phản động lên lên bảng, mời phản động lên lớp. Đấy, theo Việt Tân, Viettel các kiểu đấy. Thế thì mình thấy rất là mình vui vì là các bạn có một cái tinh thần phản biện, một cái tinh thần là không 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 chịu khuất phục, vì là biết những cái sự sai trái và biết lên tiếng. Nhưng mà mình cảm thấy buồn, buồn vì sao? Vì là những cái người giáo viên đấy, những cái người giáo viên hoặc là những cái bạn cùng lớp ấy hiểu không đúng, hiểu không không cặn kẽ, hiểu không đúng, mình gọi là hiểu không đúng, nhận thức không chuẩn đi luôn. Nên là mới gọi người ta là phản động. Bởi vì sao? Những cái người này họ còn thậm chí là không biết từ phản động nghĩa là gì. Họ thậm chí không định nghĩa được cái từ phản động mà họ dám vu cho học sinh của mình là phản động. Họ không biết phản động là gì mà vẫn dám dùng và vẫn rỉ tai nhau và tuyên truyền nhau là phản động này kia. Nhưng họ đã định nghĩa được phản động là cái gì chưa? Phản động là đi ngược lại với đường lối của người dân, đi được ngược lại với đường lối của quốc gia, của dân tộc. Thế thì học sinh, một đứa học sinh nhìn thấy những cái điều sai trái mà gọi là người ta phản động thì có chuẩn chưa? Giáo viên học nhiều mà cũng chả biết gì. Giáo viên học nhiều mà cũng nói học sinh là phản động thì đó là vi phạm nhân quyền, vi phạm đến quyền của các bạn học sinh đấy và xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của các bạn học sinh đấy. Tôi nói cho nếu có vị giáo viên nào của các bạn ấy đang ngồi nghe thì nghe cho rõ. Thế cho nên là đừng có bảo là học để mà xây dựng tương lai đất nước nhé. Một cái nền giáo dục đang thiếu sót, một cái nền giáo dục đang bị khuyết tật, một nền giáo dục đang bị tụt hậu thì làm sao mà có thể xây dựng khi chúng ta không học được những cái điều cơ bản nhất. Chính những cái người mà học nhiều, những cái người đảng viên, những cái người tự nhận mình là sáng suốt, tự nhận mình là đúng đắn ấy, những cái người đó ấy họ còn không có lòng tự tôn dân tộc, họ không tuân thủ hiến pháp, không tuân thủ pháp luật. Chúng ta mình nói chúng ta có thể là chúng ta chưa hiểu, chưa 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 được học. Tôi, tất cả các bạn đây đang xem đây, chúng ta được ít được học và chúng ta chỉ tự tự tìm hiểu, tự tìm tòi ở trên mạng thôi. Còn khi đi học chúng ta rất được ít học, cho nên là cái việc mà chúng ta không có lòng tự tôn dân tộc, chúng ta ít hoặc là chúng ta không hoặc là chúng ta chưa quan tâm thì là đều điều dễ hiểu, bởi vì chúng ta chưa được học, chúng ta chưa được nâng cấp điều đó lên, chưa được dạy là điều lòng tự tôn dân tộc là rất là quan trọng khi chúng ta là một công dân.
chúng ta chưa được học nên là khi chúng ta không làm thì đó là điều dễ hiểu. Nhưng mà những người là như mình vừa nói là nhận sáng suốt, là nhận mình là đúng đắn mà họ còn không có lòng tự tôn dân tộc. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đấy, ông ta đang hiếp dâm tiếng Việt. Ông ta đang hiếp dâm tiếng Việt. Trong hiến pháp có ghi rõ, ở đây mình sẽ đọc cho mọi người nghe. Trong hiến pháp có ghi rõ, ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Ở điều 5, khoản 3, chương 1. Đấy. Chúng ta phải là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chúng ta phải phát huy cái tinh thần đó. Thế nhưng ông Nguyễn Văn Thể, ông đã không làm như thế, ông đã dùng cái từ thu giá thay vì thu phí. Vì mục đích sâu xa thì không bàn ở đây, nhưng mà cái bàn việc là ông ta đang hiếp dâm tiếng Việt. Ông ta đang không trân trọng tiếng Việt, không có lòng tự tôn tiếng dân tộc. Đó là ngôn ngữ của một quốc gia, ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của ông. Đó, chính những cái người mà ăn tiền ăn lương của dân, chính cái người mà học rất là nhiều, được đào tạo rất là nhiều, gọi là nhiều người là thạc sĩ nước này thạc sĩ nước kia về, bằng cấp này bằng cấp kia về, nhưng mà chính họ lại không có lòng tự tôn dân tộc, và chính họ lại là những cái người mà hiếp dâm tiếng Việt. Thì những cái người đấy mà họ như vậy thì làm sao mà yêu cầu chúng ta, những cái con người được ít học đấy, mà để tự tôn dân tộc và để thực thi hiến pháp được, đúng không ạ? Chính những con người, những ủy viên bộ chính trị, những cái người mà làm ở chức cao, cấp cao, mà họ còn không có tự, đầu tiên là lòng tự trọng của bản thân, thì làm sao mà yêu cầu người dân được, đúng không? Họ, mặt của họ có lẽ là dày hơn cả bê tông. Thật sự đây, họ có lẽ là dày hơn cả bê tông. Vì sao? Họ không coi trọng giá trị bản thân, họ không coi trọng danh dự nhân phẩm của mình, họ sẵn sàng để dân chửi, sẵn sàng để cho người đời nguyền rủa, sẵn sàng để cho người đời dè bỉu, và sẵn sàng tư lợi, vị lợi cho chính mình, vị lợi cho túi riêng, sẵn sàng gọi là, xin lỗi nhưng mà phải gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con. Ở đây có nghĩa là gì? Họ sẵn sàng hy sinh danh dự nhân phẩm của mình để mà kiếm tiền để cho con đi du học ở nước ngoài, để mua nhà, mua đất cho con ở một đất nước tư bản nào đó. Họ hy sinh đời bố củng cố đời con đấy. Họ làm rất tốt cái việc đó. Họ cát lên mặt một cái mạ, cái lớp bê tông rất là dày, để họ làm những cái việc mà người làm cho người dân thoi thóp, làm cho người dân khổ cực, làm cho người dân phải sống không bằng con thú. Người dân Thủ Thiêm đã phải thốt lên rằng chúng tôi sống bằng không bằng con thú. Đấy, những cái người học nhiều như thế mà họ không có lòng tự trọng, không có lòng tự tôn dân tộc, không tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Đa số 4 triệu đảng viên, các thầy cô giáo mà nói học sinh là phản động. Phản động chính là cái tội mà nguy hiểm nhất, cái tội mà tội danh lớn nhất. Khi chúng ta trong một đất nước mà chúng ta phản động, phản quốc thì đó là cái tội lớn nhất, và cái tội đó sẽ phải là đi tù ngay. Bằng chứng đây, đi tù ngay. Nhưng mà các cô giáo, các thầy giáo không có bằng chứng, không có một cái gì hết. Chỉ dựa vào những cái dòng chia sẻ trên mạng xã hội rất là đúng với tinh thần hiến pháp. Nhưng mà lại gọi học sinh là phản động thì điều đó có đúng hay không? Các vị đang vu khống, đang vu cáo cho học sinh, chính những cái người con của các vị đấy, những cái người con của các vị mà các vị đang vu khống cho nó gọi là phản động. Phản động là phản quốc, là đi tù rồi chứ đâu có ngồi chuyện mà đi học đấy. Mà gọi học sinh là cả gan, gọi học sinh là phản động. Mình đang nói với các bạn ấy là các em phải ghi ngay cái video đấy lại cho chị để mà chị sẽ làm việc này đến nơi đến chốn. Vì sao?
vì các cô đang vi phạm đến nhân quyền, đang vi phạm đến những, có lẽ đang vi phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác, đang vu khống cho họ. Có lẽ là những cái vị này cũng chả biết hiến pháp là cái gì đâu. Nếu các vị đang xem ấy, tôi sẽ gửi hiến pháp cho các vị đây để các vị về đọc học lại đi. Hỡi các giáo viên ạ, các giáo viên mà nói học sinh là phản động ạ, các giáo viên liên hệ với tôi sẽ gửi tặng luôn. Học ngay hiến pháp đi, học lại đi, học hết lại đi, vì không hiểu, vì không biết đó là cái gì, vì không biết là mình đang xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của một đứa trẻ. Nhiều người mình vẫn thường nói rằng ấy, họ bảo là hiến pháp không có giá trị và phải vứt đi. Chúng ta đang sống trong một đất nước thì phải có luật và phải có hiến pháp. Hiến pháp là cái bản khế ước cao nhất. Mặc dù nó không phải là chuẩn 100% như của một bản hiến pháp của nước Mỹ, nhưng mà vẫn chúng ta đang sống ở Việt Nam và chúng ta cần phải dùng nó, chúng ta cần phải tuân thủ. Không thể làm điều gì khác được. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước và có hiệu lực pháp lý cao nhất. Chúng ta đang sống ở đây và chúng ta buộc phải tuân thủ. Mặc dù nó không có nhiều cái, nó không chuẩn, nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân thủ. Và vì sao lại có chuyện mà luật rừng? Bởi vì họ không học luật. Đa số những con người họ nắm chức nắm quyền, họ không làm theo luật, họ không làm theo đúng luật, họ không làm chuẩn mực theo hành lang của hiến pháp và pháp luật. Chuẩn mực đạo đức họ không có gì hết, họ không được học, họ chỉ vị lợi cho bản thân. Đeo một cái lớp bê tông rất là dày lên để mà làm việc, để sẵn sàng để cho dân chửi, để vị lợi. Cho nên là họ không tuân thủ. Và chúng ta là người dân, chúng ta có số đông, chúng ta rất là đông, và chúng ta phải yêu cầu họ làm đúng. Chúng ta nhìn thấy họ làm sai thì chúng ta hãy yêu cầu họ làm đúng. Đừng bao giờ nói rằng tôi là một hạt cát. Đừng bao giờ nói rằng tôi chỉ là cái thằng ăn xin, hoặc là tôi chỉ là một thằng bán vé số, hoặc tôi chỉ là người khuyết tật, hoặc là tôi chỉ là một cái người mà chỉ biết lo cho, chỉ biết kiếm cơm qua ngày thôi. Đừng bao giờ nói như thế. Bởi vì đất nước này là của chúng ta, đất nước này là của tất cả các bạn. Chúng ta có quyền thực hiện cái nghĩa vụ của chúng ta, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chúng ta. Ở trong bản tuyên ngôn độc lập và cũng ở trong hiến pháp, chúng ta có cái câu gọi là tất cả mọi người đều bình đẳng về danh dự nhân phẩm, đúng không ạ? Đều bình đẳng trước pháp luật, đều bình đẳng về danh dự nhân phẩm. Chúng ta không có ai hơn ai cả, ông Trung không hơn chúng ta. Về danh dự nhân phẩm, ông Trung không hơn chúng ta. Một viên nghị sĩ hay là quốc hội nào đó của nước Mỹ cũng không hơn chúng ta. Không ai hơn chúng ta cả, ông Trần Đại Quang hay là ông Nguyễn Phú Trọng, ông cũng không có danh dự nhân phẩm hơn chúng ta. Bởi vì chúng ta đều là con người và đều là như nhau. Những cái người mà làm việc, làm công ăn lương đấy, họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương. Chúng ta phải xác định rõ ràng ranh giới, chúng ta phải xác định rõ ràng ta là ai và họ là ai. Bạn là một chủ doanh nghiệp thì bạn là một người chủ của doanh nghiệp. Bạn là một công dân của đất nước thì bạn là chủ của một đất nước, là một trong những người chủ của đất nước. Còn 4 triệu đảng viên, những cái người đó họ cũng nhận nhiệm vụ, họ nhận trách nhiệm, họ có luật dành riêng cho công việc của họ, những cái điều luật dành riêng cho công việc của họ. Và họ làm việc theo lương, theo ngày, họ được nghỉ thứ bảy chủ nhật, họ làm việc theo giờ hành chính, và đến cuối tháng họ vẫn nhận lương. Đấy gọi là làm công ăn lương. Họ chỉ là những người làm công ăn lương. Các bạn đừng nghĩ rằng vì chúng ta là hạt cát nên chúng ta không làm được gì, và những điều đó thì phải là để cho những cái người hơn chúng ta làm, những người trên chúng ta làm. Vậy thì tôi hỏi các bạn, những người trên chúng ta là ai và những người hơn chúng ta là ai? Những người trên chúng ta là ai và những người hơn chúng ta là ai? Họ biết luật nhưng họ không tuân thủ luật. Họ là những người làm công ăn lương, họ là chỉ có nằm trong 4 triệu.
còn chúng ta là 90 triệu, mỗi chúng ta đều góp vào mỗi một cá nhân chúng ta đều nằm trong con số 90 triệu đó, và chúng ta là lớn nhất. Dù chúng ta là một hạt cát thì chúng ta cũng có rất là nhiều hạt cát, và chúng ta là những chủ nhân của đất nước, và chúng ta đừng bao giờ để cho bất kỳ ai ngoài nước, trong nước xúc phạm, khinh thường, đừng cho họ cái quyền khinh thường, xúc phạm đến đất nước của chúng ta, bởi vì chúng ta có lòng tự tôn dân tộc của chúng ta có đất nước của chúng ta. Đừng bao giờ để cho bất kỳ một cá nhân hay là một nhóm nào đó có quyền khinh thường đất nước của chúng ta. Đừng để cho một lần nữa họ mặc cái áo đường lưỡi bò vào Việt Nam. Đừng để cho họ, Bộ Ngoại giao nhé, đừng để cho Trung Quốc lấn chiếm biển đảo. Đừng cho để cho Trung Quốc đe dọa người dân ở trên biển. Đừng để cho bất kỳ một cá nhân nào đó dám coi thường đất nước của chúng ta. Bởi vì Việt Nam là của chúng ta, và điều đó không bao giờ có thể thay đổi. Nếu chính chúng ta không thay đổi thì đất nước của chúng ta sẽ ngày càng thụt lùi. Và chúng ta cần phải nhận thức rõ, cần phải khẳng định rõ, biết rõ chúng ta là ai và chúng ta đang ở đâu, và chúng ta cần phải làm gì để thay đổi điều đó. Rất là dễ thôi, không hề khó. Hỡi 90 triệu người dân Việt Nam, rất là dễ thôi, bởi vì chúng ta hãy thực thi hiến pháp. Chúng ta hãy thực thi hiến pháp, hiểu rõ mình là ai, và hiểu rõ những cái người đảng viên đấy là ai, những cái người làm công ăn lương đấy là ai, và giao nhiệm vụ cho họ. Nếu họ không làm được, chúng ta có số đông và chúng ta là chủ, thì chúng ta có quyền yêu cầu họ nghỉ đi. Họ không có quyền, không có quyền làm sai. Làm sai thì phải nghỉ, họ cũng không có quyền mà để làm cho lợi ích đất nước của chúng ta bị tổn hại. Không, họ không có quyền đó. Và chúng ta có quyền yêu cầu họ nghỉ đi. Cho nên là tất cả, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta đừng để bất kỳ ai đó khinh thường chúng ta. Đừng để bất kỳ ai khinh thường chúng ta. Đừng để bất kỳ ai dám coi thường đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì Việt Nam của chúng ta, tôi tin rằng một ngày nào đó Việt Nam của chúng ta, với cái sức mạnh của người dân, với tinh thần thượng tôn hiến pháp và tinh thần dân tộc, thì chúng ta sẽ là một đất nước hơn cả Singapore hiện nay nữa. Chúng ta đừng tự ti, và chúng ta đừng bao giờ nghĩ là đất nước của chúng ta nghèo. Vì sao? Thực sự như mình đã vừa nêu ở trên, chúng ta rất giàu. Chẳng qua là chúng ta đang để cho những cái người mà họ không thượng tôn hiến pháp, họ làm sai luật, làm tổn hại đến lợi ích của người dân, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, cho nên là chúng ta mới nghèo đi. Chứ thực ra Việt Nam chúng ta đâu có nghèo và đâu có thua ai đâu, đúng không ạ? Chúng ta chả thua ai. Nhưng mà chúng ta để những cái việc đó nó rơi vào tay của những cái người không có năng lực, những cái người mà chát lên mặt những cái mảng bê tông rất là dày, để làm mất đi cái lợi ích của đất nước, làm nghèo đất nước đi, bán hết tài nguyên thiên nhiên, bán hết sông núi, bán hết mọi thứ, biển đảo, bán hết. Cho nên là chúng ta mới nghèo đi, và bây giờ chúng ta cần phải lấy lại. Chúng ta cần phải lấy lại, và chúng ta cần phải yêu cầu họ có thượng tôn hiến pháp, phải yêu cầu họ làm việc theo hiến pháp, phải yêu cầu họ có tòa bảo hiến, phải làm theo hiến pháp, phải hiểu rõ họ là ai, không được cho họ cái quyền lộng hành, không được cho họ cái quyền mà làm thích làm cái gì là làm. Và chúng ta, chính chúng ta cũng phải hiểu rõ chúng ta là ai. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta có những cái quyền gì, những cái quyền cơ bản đều có nằm ở trong này. Chúng ta cần phải tìm hiểu và biết chúng ta là ai. Và trong cái thời đại công nghệ thông tin thì chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta hãy dùng mạng xã hội, hãy dùng sức mạnh của mạng xã hội để chúng ta thể hiện cái quan điểm, để chúng ta thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của chúng ta.
Bây giờ chúng ta làm gì có chuyện mà đi cầm súng, cầm bom, cầm súng như ngày xưa đúng không ạ? Chúng ta không có chuyện đó. Bây giờ chúng ta đang ở thế kỷ 21 và chúng ta đang ở thế kỷ 4.0. Thì chúng ta hãy sử dụng cái sức mạnh của mạng xã hội để chúng ta trừng trị những tên quan tham, trừng trị những cái con người làm không đúng luật, không đúng hiến pháp, trừng trị những con người đi ngoài vòng hiến pháp và pháp luật. Chúng ta phải dùng mạng xã hội, dùng mạng xã hội để mà trừng trị những cái con người đó, và phải luôn đừng cho phép ai, một lần nữa tôi muốn nói rằng đừng cho phép ai có quyền xem thường đất nước của chúng ta. Và chúng ta hãy yêu đất nước của chúng ta, thể hiện trách nhiệm là một công dân của một đất nước. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem. Cát Linh xin chào và tạm biệt ạ. Học để làm gì? Mà con số mà những cái bạn theo học đại học ấy, ra trường làm trái nghề, hầu như là làm trái nghề rất ít các bạn mà làm đúng theo chuyên ngành mình đã từng học. Vậy thì đó có phải là học để xây dựng đất nước không? Mà trong cái lúc mà những cái điều cơ bản chưa được học, những cái điều căn bản nhất chúng ta không được học, những cái điều luật căn bản không được học, những cái kỹ năng căn bản không được học, không được dạy về cái lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không được dạy về hiến pháp, không được dạy về pháp luật, mọi thứ chúng ta đều thiếu. Thì làm sao những cái điều cơ bản nhất mà không được học, mà bây giờ bắt học những cái cao siêu, những con số, con chữ cao siêu thế, thì học để làm gì? Học xong để ra lái Grab thì học để làm cái gì? Mà luôn luôn bảo là học để xây dựng đất nước, học cái điều cơ bản nhất thì không được học, học lung ta lung tinh, linh ta linh tinh. Lại bắt học rồi bắt chạy. Hôm nay mình rất là buồn, một buồn và vui, nửa vui nửa buồn. Vui, nói vui trước. Vui vì có một số bạn trẻ, có một số bạn còn đi học cấp 3, cấp 2 ấy, thì có nhắn tin với mình rằng em thấy có một số điều không đúng và em đã chia sẻ về trang cá nhân của em. Em dùng Facebook và em chia sẻ về trang cá nhân của em. Em thấy những cái gì không đúng thì em chia sẻ về thôi, bởi vì em cũng rất là bất mãn vì có những cái sự sai trái. Thế là các cô thầy trong trường mới bắt đầu bảo em là phản động, rồi bảo em là theo ba que, bốn que, rồi theo cái này cái kia, rồi bảo là em là đi lệch đường lối này kia. Đấy, các bạn ý là những cái bạn đang đi học cấp 2, cấp 3 và nhắn tin bảo mình như thế. Và thầy cô giáo thì tìm cớ để đuổi học em, rồi lại lúc mà kêu em lên bảng thì lúc nào cũng mời phản động lên bảng, mời phản động lên lớp. Đấy, theo Việt Tân, Việt Theo các kiểu đấy. Thế thì mình thấy rất là mình vui vì là các bạn có một cái tinh thần phản biện, một cái tinh thần là không chịu khuất phục vì là biết những cái sự sai trái và biết lên tiếng. Nhưng mà mình cảm thấy buồn vì sao? Vì là những cái người giáo viên đấy, những cái người giáo viên hoặc là những cái bạn cùng lớp ấy hiểu không đúng, hiểu không cặn kẽ, hiểu không đúng, mình gọi là hiểu không đúng, nhận thức không chuẩn đi luôn. Nên là mới gọi người ta là phản động. Bởi vì sao? Những cái người này họ còn thậm chí là không biết từ phản động nghĩa là gì. Họ thậm chí không định nghĩa được cái từ phản động mà họ dám vu cho học sinh của mình là phản động. Họ không biết phản động là gì mà vẫn dám dùng và vẫn rỉ tai nhau và tuyên truyền nhau là phản động này kia. Nhưng họ đã định nghĩa được phản động là cái gì chưa? Phản động là đi ngược lại với đường lối của người dân, đi được ngược lại với đường lối của quốc gia, của dân tộc. Thế thì học sinh, một đứa học sinh nhìn thấy những cái điều sai trái mà gọi là người ta phản động thì có chuẩn chưa? Giáo viên học nhiều mà cũng chả biết gì. Giáo viên học nhiều mà cũng nói học sinh là phản động thì đó là vi phạm nhân quyền, vi phạm đến quyền của các bạn học sinh đấy, và xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của các bạn học sinh đấy. Tôi nói cho nếu có vị giáo viên nào của các bạn ấy đang ngồi nghe thì nghe cho rõ. Thế cho nên là đừng có bảo là học để mà xây dựng tương lai đất nước nhé. Một cái nền giáo dục đang thiếu sót, một cái nền giáo dục đang bị khuyết tật, một nền giáo dục đang bị tụt hậu, thì làm sao mà có thể xây dựng khi chúng ta không học được những cái điều cơ bản nhất. Chính những cái
người mà học nhiều, những cái người đảng viên, những cái người tự nhận mình là sáng suốt, tự nhận mình là đúng đắn ấy, những cái người đó ấy, họ còn không có lòng tự tôn dân tộc, họ không tuân thủ hiến pháp, không tuân thủ pháp luật. Chúng ta mình nói chúng ta có thể là chúng ta chưa hiểu, chưa được học. Tôi, tất cả các bạn đây đang xem đây, chúng ta được ít được học và chúng ta chỉ tự tìm hiểu, tự tìm tòi ở trên mạng thôi. Còn khi đi học chúng ta rất được ít học, cho nên là cái việc mà chúng ta không có lòng tự tôn dân tộc, chúng ta ít hoặc là chúng ta không, hoặc là chúng ta chưa quan tâm thì là điều dễ hiểu, bởi vì chúng ta chưa được học, chúng ta chưa được nâng cấp điều đó lên, chưa được dạy là điều lòng tự tôn dân tộc là rất là quan trọng khi chúng ta là một công dân. Chúng ta chưa được học nên là khi chúng ta không làm thì đó là điều dễ hiểu. Nhưng mà những người là như mình vừa nói, là nhận sáng suốt, là nhận mình là đúng đắn mà họ còn không có lòng tự tôn dân tộc. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đấy, ông ta đang hiếp dâm tiếng Việt. Ông ta đang hiếp dâm tiếng Việt. Trong hiến pháp có ghi rõ, ở đây mình sẽ đọc cho mọi người nghe. Trong hiến pháp có ghi rõ, ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Ở điều 5, khoản 3, chương 1. Đấy. Chúng ta phải là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chúng ta phải phát huy cái tinh thần đó. Thế nhưng ông Nguyễn Văn Thể, ông đã không làm như thế, ông đã dùng cái từ thu giá thay vì thu phí. Vì mục đích sâu xa thì không bàn ở đây, nhưng mà cái bàn việc là ông ta đang hiếp dâm tiếng Việt. Ông ta đang không trân trọng tiếng Việt, không có lòng tự tôn tiếng dân tộc. Đó là ngôn ngữ của một quốc gia, ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của ông. Đó, chính những cái người mà ăn tiền, ăn lương của dân, chính cái người mà học rất là nhiều, được đào tạo rất là nhiều, gọi là nhiều người là thạc sĩ nước này, thạc sĩ nước kia về, bằng cấp này, bằng cấp kia về, nhưng mà chính họ lại không có lòng tự tôn dân tộc, và chính họ lại là những cái người mà hiếp dâm tiếng Việt. Thì những cái người đấy mà họ như vậy thì làm sao mà yêu cầu chúng ta, những cái con người được ít học đấy, mà để tự tôn dân tộc, mà để thực thi hiến pháp được, đúng không ạ? Luôn luôn làm cho cái Biển Đông nó rùm beng cả lên. Đấy, thì họ làm một đất, họ đã vi phạm đến chủ quyền của chúng ta, họ vi phạm đến luật quốc tế. Và họ ngang nhiên mặc áo đường lưỡi bò vào sân bay của chúng ta, vào lãnh địa của chúng ta. Nhưng mà ông tổng cục trưởng cục du lịch cái gì đấy, ông ta phát ngôn là đây đừng có để những cái sự cố nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục. Thì mình rất là vui vì đông đảo bà con phản đối việc đó, nhưng mà con số đó cũng chưa đủ lớn để nói lên tinh thần dân tộc của chúng ta, tinh thần tự tôn của chúng ta, tự tôn dân tộc của chúng ta. Số lượng đó cũng chưa đủ để nói lên được rằng đó, nói lên được tinh thần của 94 triệu dân của chúng ta. Số lượng đấy chỉ mới rất ít, tính số nghìn thôi. Đấy. Thì người ta, một đất nước lăm le xâm chiếm bờ cõi, một đất nước chúng ta bảo rằng chúng ta có hòa bình, nhưng thực sự mình thấy rằng chúng ta chưa có hòa bình. Vì sao? Vì chủ quyền biển đảo của chúng ta luôn luôn bị đe dọa và luôn luôn bị xâm chiếm, luôn luôn bị đánh phá. Vậy thì hòa bình ở đâu? Hòa bình mà chủ quyền bị xâm chiếm, chủ quyền bị người ta đe dọa như thế thì là đó có phải là chủ quyền không? Đó có phải là hòa bình không? Một đất nước mà bờ cõi chưa được yên bình, chưa được yên ổn. Một đất nước mà bờ cõi luôn bị đe dọa thì mình nghĩ là chúng ta chưa có sự hòa bình. Trong cái lúc mà chúng ta làm sao? Chúng ta cũng là một đất nước, chúng ta là một đất nước đã được công nhận, có tất cả mọi thứ. Vậy tại sao chúng ta lại để cho những cái con người, những cái người mà ở Trung Quốc,
tàu cộng đấy ngang nhiên mặc áo của đường lưỡi bò vào Việt Nam mà lại nói rằng đó là sự cố nhỏ. Vậy thì tinh thần tự tôn của ông ta đâu? Chưa nói đến trách nhiệm mà tinh thần tự tôn dân tộc của ông ta đâu? Ông tộc cùng cục trưởng tổng cục du lịch đấy, tinh thần tự tôn dân tộc của ông ở đâu? Tại sao ông lại phát ngôn như thế? Nếu ông không cảm thấy đất nước này là của ông không cảm thấy yêu đất nước của ông thì ông đừng có làm việc nữa. Ông có thể đi một đất nước nào đó, vì ông không xem đất nước Việt Nam là đất nước của ông thì ông có thể đi một đất nước nào đó mà ông muốn, đúng không? Ông có đủ tiền để đi mà, đúng không? Chính ông là người mà có trách nhiệm trong cái việc mà quản lý những cái người du khách đến Việt Nam mà ông lại phát ngôn kiểu đó, thì thử hỏi làm sao mà chúng người dân chấp nhận được. Một cái sự việc rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn đến người dân, ảnh hưởng rất là lớn đến chủ quyền đất nước của chúng ta, mà chúng ta lại xem đó là, mà lại gọi là đó là sự cố nhỏ, thì thực sự là không biết nói cái gì hơn nữa. Tại sao chúng ta có rất là đông triệu dân mà chúng ta lại để những cái chuyện đó xảy ra? Không biết hình như mạng bị kém hay sao á. Người ta ngang nhiên mang áo đường lưỡi bò vào, người ta ngang nhiên khẳng định cái chủ quyền của họ trên chính đất nước của chúng ta mà gọi là sự cố nhỏ. Vậy thì các ông tại sao lại kêu gọi người dân hãy là yêu đất nước, hãy là bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền mà trong lúc các ông lại làm như thế? Thì người dân biết là có lẽ là chúng ta phải sa thải đi. Hãy tất cả bà con, tất cả các anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ đang xem chương trình. Chúng ta là con của nước Việt, con dân của nước Việt, và chúng ta có đất nước, chúng ta có chủ quyền. Chúng ta không có lý do gì phải là chúng ta không có lý do gì phải cảm thấy xấu hổ vì đất nước của chúng ta cả. Chúng ta không có lý do gì để chúng ta cảm thấy xấu hổ hoặc là cảm thấy tự ti cả. Vì sao? Vì chúng ta có quyền mà, chúng ta có số đông và chúng ta có quyền yêu cầu con người làm sai, yêu đúng đấy, phải làm thật đúng, phải làm thật chuẩn. Rất là đông đảo bà con luôn nghĩ rằng chúng ta là những con người bé nhỏ và không làm được cái gì. Lúc mình đi học thì cô giáo thường dạy là vẫn có dạy là yêu đất nước, phải yêu đất nước bằng cái cách là đang lúc ngồi trên ghế nhà trường thì phải chăm học nghe lời thầy cô, rồi chăm chỉ học hành để sau này xây dựng tương lai đất nước. Thế thì mình lại nghĩ trong đầu là tại vâng lời thầy cô là vâng lời cái gì? Thầy cô có phải lúc nào cũng nói đúng đâu, phải dạy là phải biết phản biện lúc mà thầy cô nói sai, đúng không? Phải biết phản biện lúc mà thấy ai đó nói sai, thấy ai đó làm không đúng. Thầy cô cũng có lúc nói không đúng, như những cái vừa rồi chúng ta xem trên mạng rất là nhiều. Thầy cô cũng có lúc không chuẩn mực, thầy cô cũng có lúc không đúng. Vậy thì phải dạy cho học sinh cái cách là phản biện, cái cách mà lên tiếng lúc mà người lớn nói không đúng, người lớn làm không chuẩn, thì phải dạy cho học sinh cái cách là phản biện hay hơn. Đó là hay hơn cái cách mà dạy cho học sinh phải biết nghe lời đấy. Nghe lời tức là nghe răm rắp. Nhưng mà nhỡ may các vị nói sai thì cũng bắt nghe răm rắp à? Điều đó đâu có được, đúng không? Đó là thiếu công bằng. Rồi bảo là ngồi phải học hành chăm chỉ để xây dựng đất nước, thì bây giờ đấy nạn chảy máu chất xám, số lượng mà sinh viên ra trường phải đi xuất khẩu lao động rồi đi du học, vừa học vừa làm rất là nhiều. Và có những cái vùng mà không còn người trẻ nữa, không còn bạn trẻ nữa, vì là đi hết rồi, đi khắp nơi các nước hết rồi. Thì chính những con người, những ủy viên bộ chính trị, những cái người mà làm ở chức cao, cấp cao, mà họ còn không có tự, đầu tiên là lòng tự trọng của bản thân, thì làm sao mà yêu cầu người dân được, đúng không? Họ, mặt của họ có lẽ là dày hơn cả bê tông. Thật sự đấy, họ có lẽ là dày hơn cả bê tông.
Vì sao? Họ không coi trọng giá trị bản thân, họ không coi trọng danh dự nhân phẩm của mình, họ sẵn sàng để dân chửi, sẵn sàng để cho người đời nguyền rủa, sẵn sàng để cho người đời dè bỉu, và sẵn sàng tư lợi, vị lợi cho chính mình, vị lợi cho túi riêng, sẵn sàng gọi là, xin lỗi nhưng mà phải gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con. Ở đây có nghĩa là gì? Họ sẵn sàng hy sinh danh dự nhân phẩm của mình để mà kiếm tiền để cho con đi du học ở nước ngoài, để mua nhà, mua đất cho con ở một đất nước tư bản nào đó. Họ hy sinh đời bố củng cố đời con đấy, họ làm rất tốt cái việc đó. Họ cát lên mặt một cái lớp bê tông rất là dày để họ làm những cái việc mà người làm cho người dân thoi thóp, làm cho người dân khổ cực, làm cho người dân phải sống không bằng con thú. Người dân Thủ Thiêm đã phải thốt lên rằng chúng tôi sống bằng không bằng con thú. Đấy. Những cái người học nhiều như thế mà họ không có lòng tự trọng, không có lòng tự tôn dân tộc, không tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Đa số 4 triệu đảng viên, các thầy cô giáo mà nói học sinh là phản động. Phản động chính là cái tội mà nguy hiểm nhất, cái tội mà tội danh lớn nhất. Khi chúng ta trong một đất nước mà chúng ta phản động, phản quốc thì đó là cái tội lớn nhất, và cái tội đó sẽ phải là đi tù ngay. Bằng chứng đây, đi tù ngay. Nhưng mà các cô giáo, các thầy giáo không có bằng chứng, không có một cái gì hết. Chỉ dựa vào những cái dòng chia sẻ trên mạng xã hội rất là đúng với tinh thần hiến pháp, nhưng mà lại gọi học sinh là phản động thì điều đó có đúng hay không? Các vị đang vu khống, đang vu cáo cho học sinh, chính những cái người con của các vị đấy, những cái người con của các vị mà các vị đang vu khống cho nó gọi là phản động. Phản động là phản quốc, là đi tù rồi chứ đâu có người chuyện mà đi học đấy. Mà gọi học sinh là cả gan, gọi học sinh là phản động. Mình đang nói với các bạn ấy là các em phải ghi ngay cái video đấy lại cho chị, cho chị, để mà chị sẽ làm việc này đến nơi đến chốn. Vì sao? Vì các cô đang vi phạm đến nhân quyền, đang vi phạm đến những, có lẽ đang vi phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác, đang vu khống cho họ. Có lẽ là những cái vị này cũng chả biết hiến pháp là cái gì đâu. Nếu các vị đang xem ấy, tôi sẽ gửi hiến pháp cho các vị đây, để các vị về đọc học lại đi. Hỡi các giáo viên ạ, các giáo viên mà nói học sinh là phản động ạ, các giáo viên liên hệ với tôi sẽ gửi tặng luôn. Học ngay hiến pháp đi, học lại đi, học hết lại đi, vì không hiểu, vì không biết đó là cái gì, vì không biết là mình đang xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của một đứa trẻ. Nhiều người mình vẫn thường nói rằng ấy, họ bảo là hiến pháp không có giá trị và phải vứt đi. Chúng ta đang sống trong một đất nước thì phải có luật và phải có hiến pháp. Hiến pháp là cái bản khế ước cao nhất. Mặc dù nó không phải là chuẩn 100% như của một bản hiến pháp của nước Mỹ, nhưng mà vẫn chúng ta đang sống ở Việt Nam và chúng ta cần phải dùng nó, chúng ta cần phải tuân thủ. Không thể làm điều gì khác được. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước và có hiệu lực pháp lý cao nhất. Chúng ta đang sống ở đây và chúng ta buộc phải tuân thủ. Mặc dù nó không có nhiều cái, nó không chuẩn, nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân thủ. Và vì sao lại có chuyện mà luật rừng? Bởi vì họ không học luật. Đa số những con người họ nắm chức nắm quyền, họ không làm theo luật, họ không làm theo đúng luật, họ không làm chuẩn mực theo hành lang của hiến pháp và pháp luật. Chuẩn mực đạo đức họ không có gì hết, họ không được học, họ chỉ vị lợi cho bản thân. Đeo một cái lớp bê tông rất là dày lên để mà làm việc, để sẵn sàng để cho dân chửi, để vị lợi. Cho nên là họ không tuân thủ. Và chúng ta là người dân, chúng ta có số đông, chúng ta rất là đông, và chúng ta phải yêu cầu họ làm đúng. Chúng ta nhìn thấy họ làm sai thì chúng ta hãy yêu cầu họ làm đúng. Đừng bao giờ nói rằng tôi là một hạt cát, đừng bao giờ nói rằng tôi chỉ là cái thằng ăn xin, hoặc là tôi chỉ là một thằng bán vé số, hoặc tôi chỉ là người khuyết tật,
hoặc là tôi chỉ là một cái người mà chỉ biết lo cho chỉ biết kiếm cơm qua ngày thôi. Đừng bao giờ nói như thế, bởi vì đất nước này là của chúng ta, đất nước này là của tất cả các bạn. Chúng ta có quyền, chúng ta có quyền thực hiện cái nghĩa vụ của chúng ta, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chúng ta. Ở trong bản tuyên ngôn độc lập và cũng ở trong hiến pháp, chúng ta có cái câu gọi là tất cả mọi người đều bình đẳng về danh dự nhân phẩm, đúng không? Đều bình đẳng trước pháp luật, đều bình đẳng về danh dự nhân phẩm. Chúng ta không có ai hơn ai cả, ông Trung không hơn chúng ta. Về danh dự nhân phẩm, ông Trung không hơn chúng ta. Một viên nghị sĩ hay là quốc hội nào đó của nước Mỹ cũng không hơn chúng ta. Không ai hơn chúng ta cả, ông Trần Đại Quang hay là ông Nguyễn Phú Trọng, ông cũng không có danh dự nhân phẩm hơn chúng ta. Bởi vì chúng ta đều là con người và đều là như nhau. Những cái người mà làm việc, làm công ăn lương đấy, họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương. Chúng ta phải xác định rõ ràng. Ông người Mỹ đấy, ông đã lúc đến Việt Nam, ông ta bảo rằng: ôi, đây là một đất nước mà tôi rất là yêu và tôi rất là thương. Tôi cảm thấy là tôi giống như được là tiếp thêm được sức mạnh rồi. Đây là một đất nước thật sự là rất là xinh đẹp, và tôi sẽ mang sự đẹp đẽ của Việt Nam để cho thế giới được nhìn ngắm. Ông đạo diễn King Kong, ông đã bảo như thế. Có lẽ là quý khán giả cũng đã biết rồi. Thì sau, nhưng mà sau một thời gian thì sao ạ? Sau một thời gian ông ta đã phải dính nhiều scandal, bởi vì là các cô gái lợi dụng ông ta làm để PR cho mình, làm nổi tiếng. Rồi có một số người, và trong một lần đi bar ấy thì ông ta đã bị đánh. Đã bị đánh, cho nên là ông ta đã phát ngôn luôn rằng: ôi, đây là một đất nước thật man rợ. Và ông ta sau 10 ngày chữa trị, ông ta bị đánh vỡ nứt sọ, thì ông ta đã phải 10 ngày ở Việt Nam. Và sau 10 ngày đấy, ông ta lập tức bay về Mỹ để chữa trị và ở đấy. Trước đấy là ông ta đã từng tuyên bố là đã giao bán nhà ở Mỹ và sẽ chuyển hẳn đến ở Sài Gòn. Thế nhưng mà sao ông ta đã phải thốt lên đây là một đất nước man rợ? Mình với tư cách là một công dân, mình thực sự cảm thấy buồn, cảm thấy đau vì điều đó. Tại sao ông ta lại nói là đất nước của chúng ta là đất nước man rợ? Tại sao chúng ta lại để những cái điều đó xảy ra? Tại sao lại để những cái ấn tượng không hay vào cái lòng của du khách như thế? Có những sự việc, ví dụ như là có cô gái, hình như năm ngoái cô đã đạp xe xuyên Việt, đúng không ạ? Và sau đó cô ta đã bị mất đi xe đạp, mất cái xe đạp mà cô ta rất là yêu thích. Rất là yêu thích, và cô ta đã phải nhờ đến cộng đồng mạng để tìm ra cho cô cái xe đạp. Đấy, họ đến và họ bị mất đồ. Và đó cũng là một cái lúc mà lần mà để ấn tượng không hay về người Việt Nam, về cái xã hội của người Việt Nam, của Việt Nam, cho nên là ấn tượng không hay. Ấn tượng không hay thì họ sẽ đi rỉ nói với người khác: đất nước của đất nước Việt Nam là như này như kia, không hay đâu. Đấy, tại sao chúng ta lại để những cái điều đấy xảy ra? Có một lần mình đi ở Hồ Hoàn Kiếm, mình đi chơi ở Hoàn Kiếm, và mình tình cờ quen một cái cô bạn người Mỹ gốc Việt, Việt Kiều đấy. Thì lúc mà bạn ấy ra về ấy, bọn mình ra về thì bạn ấy nhờ mình đặt cho cái xe taxi. Thì bình thường đặt Grab. Mình thường đặt Grab, nhưng mà hôm đấy là vì trong Hồ Hoàn Kiếm nên là xe Grab vô là rất là mất thời gian và rất là lâu. Cho nên là mình tiện đường mình nhìn thấy một cái taxi đấy, mình gọi luôn cái taxi đấy lại. Và mình check ở trên Grab thì từ đấy về nhà thờ Thái Hà chỉ có 50 mấy nghìn thôi. Nhưng mà bạn ấy đi xe taxi đấy là một cô gái chở, và mình cũng chủ quan nên mình không nói trước. Thì không mặc cả trước. Thế là lúc mà cô trở về, chẳng biết là trở vòng trở vèo kiểu gì mà đến lúc là hơn 200.000 tiền taxi. Đấy cũng là một cái lần mà để lại ấn tượng không hay trong lòng du khách. Họ sẽ nghĩ về đất nước của chúng ta như thế nào ạ? Họ sẽ nghĩ về đất nước của chúng ta như thế nào? Một đất nước vị lợi, một đất nước cơ hội kiếm tiền. Họ giống như những cái người đó, những cái người buôn bán dịch vụ đấy, họ giống như là kiếm được du khách ấy,
là giống như là kiếm được cơ hội để kiếm tiền hay sao ấy, họ lợi dụng cái cơ hội đó và họ kiếm tiền, họ chặt chém đủ thứ để lấy tiền, kiếm tiền vì vì sao? Vì miếng cơm manh áo, vì tiền bạc. Có lẽ là phải dùng một từ nữa là có lẽ là vì tham lam nữa. Cho nên là họ đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước chúng ta trong lòng du khách. Và cho nên là khi chúng ta đi ra nước ngoài, người ta cũng nhìn vào người Việt Nam một cái ánh mắt khác. Điều đó thực sự là đáng buồn, thưa quý vị và mọi người ạ. Bởi vì sao? Đây là đất nước của chúng ta. Chúng ta là một đất nước có lịch sử lâu đời, có một lịch sử hào hùng. Chúng ta có tất cả mọi thứ, chúng ta rất giàu có, chúng ta có mọi thứ, chúng ta có thiên thời địa lợi, nhân thì chưa hòa, nhân thì đã từng nhưng mà bây giờ thì có lẽ là chưa hòa, nhưng mà thiên thời địa lợi, vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, tất cả mọi thứ, đất nước Việt Nam chúng ta rất là giàu mà rất là hiếm đất nước mong muốn mà không được, muốn có nhưng không được như Việt Nam. Đấy, chúng ta có con người, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có tất cả mọi thứ. Những người ở Việt Nam đã đi làm kinh tế cho nước Mỹ rất nhiều. Những người Việt Nam đã góp trí tuệ cho Singapore rất nhiều để sao? Để cho nền kinh tế của họ phát triển, bởi vì đó là cái nơi mà trân trọng cái chất xám của họ, trân trọng cái trí tuệ của họ, tài năng của họ. Cho nên họ đã được khai thác hết tất cả những thứ họ có và họ đã làm giàu cho nước bạn. Đấy, đó là tại sao, bởi vì đó là mình muốn nói cái gì, mình muốn nói ở đây đó là chúng ta có con người và chúng ta có trí tuệ. Đấy, chúng ta có rất là nhiều thứ nhưng mà tại sao người ta lại dám khinh thường chúng ta, người ta lại dám nhìn chúng ta với một ánh mắt khác? Lẽ ra chúng ta phải để cho người ta phải nể chúng ta, phải nhìn chúng ta với một ánh mắt trân trọng chứ, tại sao chúng ta lại để những cái tình trạng như thế xảy ra, đúng không ạ? Và như vừa rồi ở cái Nha Trang, ở Cam Ranh, sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa vào ngày 13 tháng 5 vừa rồi ấy, thì có một rất đông du khách Trung Quốc, 10 không phải 10 mà là một tốp khoảng 40 người Trung Quốc đã mặc áo có đường lưỡi bò vào sân bay, nhập cảnh sân bay Cam Ranh vào đất nước của chúng ta và mang áo có đường lưỡi bò. Đấy thì có lẽ là mọi người đã biết rồi, đó là chủ quyền biển đảo của chúng ta, nhưng mà Trung Quốc luôn luôn là hoạnh hoẹ. Có một số người bạn ở một bạn sinh viên ở đang du học ở Singapore và một số bạn thì đã lập gia đình ở đấy rồi, nhưng mà khi nói chuyện với các bạn ý thì các bạn ý thường bảo là đất nước Singapore là như này, đất nước Singapore là như thế kia, đất nước Singapore không bao giờ có chuyện này, đất nước Singapore không bao giờ có chuyện kia, đất nước Singapore là phải như thế này, phải như thế kia, và họ rất kỵ cái này, rất kỵ cái kia. Đấy, cái mấy đứa mà đi du học sinh Singapore chưa gì đã khen và đã thậm chí là những cái đứa mà nó lấy chồng ở bên đấy, lấy vợ ở bên đấy rồi cũng là rất là tự hào về đất nước Singapore. Đấy, xong rồi có một số bạn du học sinh ở các nước Nhật rồi Hàn Quốc thì các bạn cũng bảo là người Nhật không bao giờ như thế, người Nhật rất ghét nói dối, người Nhật rất ghét là mất chữ tín, người Nhật cực kỳ là thành thật, cực kỳ là an toàn, cực kỳ là thế này thế kia. Rồi có một số lại người Mỹ thì lại bảo là người Mỹ là phải cái gì cũng phải có bằng chứng, cái gì cũng phải là thật, cái gì cũng không bao giờ nói mồm, cái gì cũng phải là thiết thực, cái gì cũng phải là việc có sự thật. Người Mỹ ưu tiên sự thật. Đấy, những cái họ là những cái người mà đang sinh sống ở những cái đất nước khác, đất nước văn minh, và họ luôn nói là đất nước của chúng tôi là thế này, đất nước của chúng tôi là thế kia. Và khi nói chuyện với mình ấy thì mình cũng chỉ im lặng và cũng bảo là ừ thì tôi cũng hy vọng là một lúc nào đó thì đất nước của tôi cũng sẽ hơn, sẽ như và sẽ hơn các bạn nữa, sẽ hơn đất nước của các bạn nữa.
Đấy, tôi cũng phải nói như thế. Tôi một ngày nào đó sẽ không xa đâu. Đất nước của tôi, đất nước Việt Nam của tôi cũng sẽ như các bạn, hơn các bạn nữa. Và lúc đấy thì đừng có chê cười đất nước của chúng tôi nữa nhá. Đấy. Và lần vừa rồi các vị có nhớ là cái ngày hội nghị OPEC ở Đà Nẵng không? OPEC ở Đà Nẵng ấy, thì ông Trung ông mới phát biểu là không nơi nào bằng nhà, thế giới rất rộng mở, rất nhiều ước mơ, nhưng mà không nơi nào bằng nhà, không bao nơi nào bằng nhà của các bạn. Ông ấy nói hơi nhiều, mình sẽ đọc lại. Mình sẽ bình luận việc này. Đấy, mình sẽ đọc cho. Thế giới rất rộng mở, nhiều ước mơ, nhiều con đường, nhưng không nơi đâu bằng nhà. Hãy bảo vệ và yêu thương tổ quốc của mình, vì mỗi gia đình, vì chủ quyền của mỗi quốc gia, vì nền độc lập, vì lịch sử hào hùng ngay cả hôm nay ngày và mãi về sau này. Đấy, ông Trung ông đã phát biểu ở cái hội nghị OPEC. Không biết là hôm đấy có rất là đông đảo quý vị cấp cao ở đó thì các vị nghĩ như nào, nhưng mà riêng mình là một công dân thì mình cảm thấy là hơi chạnh lòng vì câu nói của ông Trung như thế. Không biết là mọi người nghĩ như nào, không biết là những vị lãnh đạo nghĩ như nào, nhưng mà riêng bản thân Cát Linh là cảm thấy chạnh lòng. Vì sao? Vì là tại sao ông lại nhắc nhở chúng tôi là chúng tôi phải yêu đất nước của chúng tôi? Tại sao phải nhắc nhở chúng tôi là phải trân quý đất nước của chúng tôi? Vì đây là đất nước của chúng tôi, và đó là quyền của chúng tôi, và đó là trách nhiệm của chúng tôi. Ông không cần nhắc nhở. Mình hơi chạnh lòng vì việc đó. Mình rất là phục ông Trung, nhưng mà mình hơi chạnh lòng vì câu nói đó. Thực sự đấy, với tư cách là một công dân của một đất nước thì mình chạnh lòng vì điều đó. Mặc dù giống như ông ta đã từng viết những cái quyển sách và có những phát biểu, nước Mỹ trên hết, nước Mỹ phải giàu mạnh, nước Mỹ phải là nhất, thì chúng ta là những công dân, và chúng ta cũng là Việt Nam phải trên hết, và Việt Nam phải giàu mạnh, và Việt Nam phải hơn Mỹ. Đấy, chúng ta là công dân và chúng ta có quyền như thế. Chúng ta có quyền tự hào về đất nước của chúng ta, và chúng ta có quyền xây dựng, góp phần xây dựng để làm cho đất nước của chúng ta không được một bất kỳ một cá nhân hay một nhóm nào phải khinh thường. Chúng ta không cho phép họ làm điều đó, bởi vì đây là đất nước của chúng ta, đúng không ạ? Đã là đất nước của chúng ta thì tại sao ông lại đi nhắc nhở là chúng ta phải yêu quê hương, yêu đất nước và yêu lịch sử hào hùng của chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta mà. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì thực ra chúng ta có một số điều mà làm cho người ta phải nghĩ không hay về đất nước của chúng ta. Cái lần mà mình nhập cảnh vô Singapore ấy, ở ngay cái hải quan ấy, thì có một cô gái tóc vàng đi trước mình. Và cô cảnh sát hải quan đấy đã phải giữ cô ta lại và hỏi rất là lâu, tra hỏi rất là lâu. Và sau đó đã dẫn cô ta vào phòng chờ để làm gì ạ? Bởi vì họ nghi ngờ. Như tất cả chúng ta quý vị đây đã từng nghe nói đúng không ạ? Những cô gái ở Việt Nam sang các nước khác đã làm nhiều việc nó không hay ho cho đất nước của họ. Đã làm những cái điều không hay ho cho đất nước của họ, cho nên là họ rất là thận trọng khi mà người Việt Nam, đặc biệt là con gái nhập cảnh vào đất nước của họ, đặc biệt đấy là Singapore, vì đó là những cái đất nước mà không cần phải xin visa và nhập cảnh thẳng vô luôn, thì họ rất là cẩn thận. Vì thế là cái người mà đi trước mình ấy, cô gái đấy đã bị giữ lại và tra hỏi các kiểu thì không biết, nhưng mà thậm chí rất là mất thời gian lâu. Thì tại sao? Vì là những chúng ta rất là nhiều cô gái vì cái gì đó, vì miếng cơm, vì manh áo, hoặc là vì một điều kiện, vì một lý do, nguyên nhân, họ đã phải đi những nước khác và họ làm những cái công việc mà không hay. Vì thế cho nên là đã để lại những cái ấn tượng nó không hay về đất nước của chúng ta trong lòng đất nước, những cái người đất nước bạn. Và nhiều nữa, ví dụ như là cái chuyện mà ông đạo diễn của phim King Kong, đúng không ạ? Ông ở ông